máy khoan ngang dò tia hồng ngoại tự động. Bàn làm việc dài gần 3 mét, chia thành 3 khu vực làm việc. Máy có màn hình điều khiển cảm ứng hiển thị đầy đủ thông tin, dễ sử dụng. Vận hành máy đơn giản, chỉ cần đặt ván và nhấn nút. Đầu động cơ gia công có công suất 2,2 kW. Tích hợp với đầu dò hồng ngoại, xác định vị trí gia công cực chính xác. Máy có thể gia công các phôi dày từ 10 đến 40mm và chiều dài phôi tối thiểu phải được 70mm. Tháng 4 này với chương trình ưu đãi cực sốc, Quốc Duy giảm giá các dòng máy CNC, dán cạnh, cưa, khoan và các combo máy giảm đến 10%. Hãy liên hệ ngay 0903600113 để được tư vấn chi tiết nhé!